sao mà mạng yếu chị. Hello, xin chào các chị và các bạn nha. Xin chào các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn, ai đã thấy em rồi, mình nhanh tay xe liền ba rút và comment đã xe giúp em để xanh combo không đồng các chị và các bạn nha. Hello, xin chào các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn đã thấy em rồi thì nhanh tay comment cho em biết liền các chị và các bạn ơi, để mình cùng nhau sang combo không đồng. Chào Như Như à, em chào Như Như. Chào các chị và các bạn nha. Chào Toản Trần. Chào Minh Thư. Hello các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn nào thấy em rồi mình cứ comment cho em biết các chị và các bạn nha. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Ai đã thấy hơn và siêu shop rồi thì nhanh tay chúng ta comment say hi với nhau nha mọi người nha. Rồi, chào Nguyễn Ngô Như Nguyệt. Ok, chào Nguyễn Thái Gia Hân nha. Chào Như Quỳnh. Các chị và các bạn ơi, xe liền ba rút bất kỳ và sau đó comment đã xe giúp em nha. Ba rút bất kỳ comment đã xe để săn một combo không đồng bao gồm áo và chân váy các chị và các bạn ơi. Gồm áo và chân váy nha các chị và các bạn ơi. Mình nhanh tay xe liền giúp em để mình cùng nhau chơi. Mình cùng nhau săn một combo không đồng bao gồm áo sơ mi và chân váy ạ. Rồi các chị và các bạn nào đã thấy em rồi thì mình nhanh tay comment những các chị và các bạn ơi. Rồi mình chào Nguyễn Thị Thanh Thương, nha. Đã xe, Nguyễn Thị Thanh Thương đã xe. Xe liền ba rút liền các chị và các bạn ơi, xe liền ba rút giúp em luôn nha. Rồi xe liền ba rút liền hôm nay sẽ có chương trình sale cực kỳ sốc cho mình nha. Đúng rồi. Chào Trinh. Chào Toản Trần nha, Toản Trần đã xe 10 nhóm. Rồi chị ơi, ok em nha. Chào Lê Trang, chào Trịnh Trần Thị Thanh Phương nha. Nhớ là xe thật nha các chị và các bạn ơi. Một xíu nữa sẽ có người bên em kiểm tra. Nếu xe thật thì bên mình mới có thể tặng quà cho các chị và các bạn được nha. Rồi các chị và các bạn ơi, xe liền ba rút. Sau đó em sẽ đọc một mã gồm chữ và số. Và mình sang combo không đồng nha các chị và các bạn nha. Mình sang combo không đồng các chị và các bạn nha. Nhanh tay nha. Nói chuyện thường xe hôm nay các chị và các bạn nha, chương trình sale hôm nay với những mức giá cực kỳ sốc 79.99 hay 119.000 sẽ dành cho các chị và các bạn nào nhanh tay. Số lượng có hạn các chị và các bạn nha, mỗi món chỉ cần vài, số lượng rất là ít thôi nha, số lượng rất là ít nên mình nhanh tay mình săn thì còn mà chậm tay thì mình sẽ hết mất. Các chị và các bạn nhanh tay comment cho em biết nha. Rồi chào Toản Trần, chào Kim Dung. Hello, chào các chị và các bạn nha. Ai thấy shop rồi thì vào nha mọi người nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có chương trình sale nha. Hôm nay là ngày duy nhất shop sale và hôm nay thì chỉ có Trâm và Hân sẽ cùng nhau trong cái livestream này thôi, nên là các chị và các bạn tranh thủ vào săn cái món hàng cực kỳ hấp dẫn cho hôm nay nha. Tại vì số lượng của mỗi món còn rất là ít nên hôm nay sắp sẽ sale nha mọi người nha. Rồi. Chào Kim Dung, chào Lan Anh, chào Nguyễn Thắm nha, chào Lê Hà đã xe. Rồi Lê Trang, ok, Nguyễn Lan Anh đã xe, Lê Trang đã xe, Toàn Trần cũng đã xe các chị và các bạn ơi. Nhanh tay comment cho Hân biết nhé các chị và các bạn. Nếu các chị và các bạn đã xe rồi nha, chưa xe thì mình nhanh tay xe liền ba rút bất kỳ nha. Xe liền ba rút bất kỳ, một xíu nữa thôi mình sẽ săn combo không đồng. Săn combo không đồng, cùng nhau săn combo không đồng nha các chị và các bạn ơi. Và các chị và các bạn, em sẽ đọc một mã gồm chữ và số. Một xíu nữa mình sẽ cùng nhau săn combo không đồng nha. Và hôm nay chúng ta sẽ sale rất là sốc. Và tại vì mỗi cái sản phẩm chỉ còn 1 đến 3 cái thôi, nên là bạn nào chị nào muốn săn sale thì nhanh tay vào nha. Hôm nay sẽ không có chương trình combo nhưng mà sẽ có chương trình sale từng món luôn nha. Ai muốn mua lẻ cũng đều được nha. 79.000 một cái nha. 79.000 nha. Chị ở ngoài đẹp hơn trong live nữa. Cảm ơn Như Như nha. Mấy Như là hôm qua đúng không Như Như? Hôm qua em tới live, tới shop đúng không? Rồi xin chào, ai đã xem rồi hãy comment đã xem nha, để chúng ta bắt đầu chương trình mini game hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ diễn ra rất là nhanh gọn luôn. Vì đây là chương trình sale nên là sắp sẽ không có tổ chức cái mini game lâu đâu. Hôm nay chúng ta sẽ nhanh gọn tổ chức một mini game đầu tiên, đó là mini game comment số nhanh nhất nha. Và sau đó chúng ta sẽ đến với chương trình sale mỗi món đồ như thế này. Áo sẽ được bán với giá 79.000 và lưu ý là chỉ còn 2 đến 3 cái thôi, nên là chị nào bạn nào nhanh tay mới được nha mọi người nha. Hôm nay là sale cực kỳ sốc luôn. Các chị và các bạn ơi, chương trình sale cực kỳ sốc, 79.000, 99.000 và 119.000 sẽ dành cho các chị và các bạn nào nhanh tay nha. Chào các chị và các bạn mới vào. Áo em đang mặc bao nhiêu? Áo em đang mặc bao nhiêu? Một xíu nữa em sẽ tiết lộ nha. Áo em đang mặc sẽ thuộc trong chương trình 79.99 và 119 nha. Và áo em đang mặc cụ thể là 79.000 thôi các chị và các bạn ơi. 79.000. Và chân váy em đang mang cũng chỉ có giá là 79.000.
9.000 thôi nha, 79.000 thôi nha các chị và các bạn ơi. Các chị và các bạn nào muốn săn thì một xíu nữa mình cùng nhau săn nha. Áo bao nhiêu vậy? 79.000 thôi các chị và các bạn, 250.000 còn 79.000 nha. Rất là rẻ luôn các chị và các bạn nha. Giá cực kỳ sốc nha, chỉ 79.000 thôi các chị và các bạn nha. Rồi mình nhanh tay cùng xe liền ba rút bất kỳ và sau đó comment đã xe để em cùng nhau chơi mini game nha các chị và các bạn nha. Ok, bây giờ các chị các bạn cùng chơi mini game nha. Hỏi kiếm mọi người bây giờ muốn mini game trước hay là muốn sale đồ trước nha mọi người ơi. Bây giờ mình muốn mini game trước hay là muốn sale đồ trước thì mình comment cho shop luôn nha các chị và các bạn nha. Hôm nay thì sẽ không có chỉ có hai chị em sale cho mọi người thôi. Rồi các bạn khác thì sẽ làm đơn nên là hôm nay sẽ có hai chị em trong cái live này thôi nên là sẽ cố gắng lên mẫu nhanh để mọi người chọn nha. Tại vì sale thì còn có 1 đến 2 3 cái thôi à. Nên là chúng ta tranh thủ chọn nha. Rồi ok, bây giờ mọi người muốn mini game hay là muốn sale đồ luôn, thì comment cho shop nha. Các chị và các bạn ơi, muốn mini game trước hay mình sale đồ trước các chị và các bạn ơi? Comment cho em biết ạ. À, mũ bao nhiêu? Mũ em đang đội 120.000, mũ vải đằng sau. Mũ vải với họa tiết cherry hay cắt hoa quả thì có giá 99.000. Mini game trước nha chị. Ok các chị và các bạn, em ghi nhận nha. Rồi các chị ơi, bây giờ 10 giây để ngược để em bắt đầu mini game nha các chị và các bạn ơi. 10 giây để ngược để mình bắt đầu mini game. Chị nào bạn nào chưa xe thì nhanh tay xe liền ba rất bất kỳ, sau đó comment đã xe. Và các chị và các bạn ơi, nhanh tay nha. Em một xíu nữa em sẽ đọc một mã gồm chữ và số, bạn nào comment nhanh và chính xác nhất bạn đó sẽ là chủ nhân của combo 0 đồng trong ngày hôm nay nha. Một combo còn áo và chân váy ạ. Rồi chào các chị và các bạn nha. Em tiếp nhận ý kiến là mini game chút rồi ạ. Ok, bây giờ 10 giây để ngược để em bắt đầu nha. 10. Các chị và các bạn ơi, chưa xe nhanh tay xe liền ba rất bất kỳ các chị và các bạn nào. 10 9 8 7 Thái Thư Nguyễn nha. 6 5 4 3 2 1 và hết giờ các chị và các bạn ơi. Áo phía sau bao nhiêu ạ? Áo phía sau 150.000 nha. Áo phía sau đang sale với giá 150.000. Rồi các chị và các bạn ơi, một combo em đang mặc cực kỳ xinh nha. Một xíu nữa mình cùng nhau săn thôi nha. Và bây giờ em sẽ đọc một mã gồm chữ và số. Các chị và các bạn nào đã xem ba rút rồi thì mình nhanh tay đặt tay lên bàn phím để em đọc mã nha. Các chị và các bạn ơi, mã của ngày hôm nay là mã QDV1979. Và các chị và các bạn ơi, comment nếu các chị và các bạn đã nghe rõ mã của em nha. Comment liền các chị và các bạn nha. Comment nhanh nhất sẽ là người chiến thắng à. Đúng rồi. Và các chị và các bạn ơi, mini game sẽ dành cho chị nào bạn nào đã chia sẻ và comment nhanh nhất cái mã mà Hân đã đọc nha. Rồi nhanh tay comment cái mã mà Hân vừa đọc nha. Ok. Và sắp sẽ kiểm tra là bạn đó đã chia sẻ trên trang cá nhân cũng như là trên group chưa nha. Sau đó sẽ tặng quà nha. Rồi chọn đi bé, có tên rồi kìa, có người. Rồi mình xin chúc mừng bạn đầu tiên đã là người chiến thắng. Và mã Hân đọc đó là QDV các chị và các bạn ạ. QDV. Cái mã Hân đọc có vẻ làm khó mọi người ha. Và mình xin chúc mừng bạn Linh Trần QDV1979. Bạn đã là người comment nhanh và chính xác nhất nha. QDV1979, bạn đã là người comment và chính xác nhất. Linh Trần inbox địa chỉ và số điện thoại. QDV là mã trong ngày hôm nay. Đúng rồi các chị và các bạn. Bạn nào ơi, các chị và các bạn nào đã không, mình không săn được mini game thì yên tâm, bây giờ mình đã có chương trình sale để các chị và các bạn săn nha. Đúng nguyên rồi. Một set em đang mặc đây, áo bán rồi, chân váy bán rồi, mọi thứ sẽ có giá 79.000 nha. Từ 250.000 còn 79.000 nha. Từ 250.000 chỉ còn 79.000 mỗi món. Nếu mua mini combo sẽ có giá 79x2 các chị và các bạn nha. 79x2. Mình chốt áo bằng cách là áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chốt chân váy bằng cách chân váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ dưới 55 ký mình bao vừa nha. Chốt mini combo bằng cách combo kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Các chị và các bạn nhanh tay comment cho em nha. 79.000 một áo, 79.000 một chân váy cực kỳ xinh các chị và các bạn nha. Set bao nhiêu ạ? À? Set chỉ có giá 179.000 nhân 79.000 là 158.000 các chị và các bạn nha. 158.000. Set váy xanh bao nhiêu ạ? À? Set váy xanh này thì có giá bao nhiêu chị? Không, kiểu mua áo thôi, áo 150. Áo 150 và váy 99 nha các chị và các bạn nha. 250.000 nha. Váy xanh
nhân với cái số điện thoại kèm địa chỉ, em sẽ chốt combo em đang mặc trước nha. Chị ơi, còn áo nào 70kg mặc vừa không ạ? Một xíu nữa mình sẽ lên áo 70kg mặc vừa nha. Áo 70kg mặc vừa là áo thun với chị và các bạn nha. Áo sơ mi chị đang mặc có giá 79.000 UV nha. Comment 79 kèm số điện comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp mình nha. Đây sơ mi, chất vải sơ mi thôi các chị và các bạn ơi, chất rất là tốt nha. Đây, một cái áo, một cái chất thun rất là đẹp các chị và các bạn nha. Đi kèm với một chất kaki vậy rất là xinh. Nguyên một combo chị có giá 79.000. Rồi em chốt cho Thùy Linh, em chốt cho Tuyết mùa hè. Em chốt cho Tuyết mùa hè nha. Tuyết mùa hè một áo ok, Tuyết mùa hè cho mình địa chỉ nha. Rồi Nguyễn Thị Thùy Trang, áo chị mặc 79.000 thôi các chị và các bạn ơi. Áo chị mặc 79.000 nha. Chị có giá 79.000 một áo, 79.000 một cái chân váy thôi nha. Rồi chốt áo, comment áo và số điện thoại kèm địa chỉ. Chân váy comment, chân váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Như Hình ơi, inbox cho chị nha. Như Hình inbox lên bạn nè. Áo đang mặc có màu khác không? Không có màu khác các chị và các bạn ơi. Nếu chị và các bạn chốt comment áo kèm số điện thoại giúp em nha. Ok, chốt Phương Thùy nữa sắp hết nha. Bây giờ sắp sẽ qua mẫu nha. Và shop đang sale nên là mỗi sản phẩm chỉ có 1 đến 3 cái thôi. Các chị và các bạn nhanh tay giúp shop nha. Phương Thùy inbox địa chỉ giúp shop nha. Thùy Linh inbox địa chỉ. Sorry, Thùy Linh comment địa chỉ giúp shop nha. Tuyết mùa hè comment địa chỉ giúp shop nha. Lấy mấy cái áo sơ mi kia em nhanh đi. Bây giờ shop sẽ tiếp tục qua mã tiếp theo nha. Hôm nay là hàng sale nên là shop sẽ cố gắng, chỉ có hai chị em thôi nên shop sẽ cố gắng lên nhanh cho mọi người nha. Đứng đây này, đứng đây này. Rồi bây giờ sắp sẽ lên mã hàng tiếp theo nha, mọi người chờ một tí nhé. Không có màu khác nha, qua hàng là hết nha. Tại vì đang sale mỗi cái chỉ có 1 đến 3 cái thôi, mọi người tranh thủ đặt hàng nha. Cái váy đó luôn em. Rồi bây giờ mình sẽ qua mã hàng tiếp theo nha. Ở Lê Thị Thanh Thảo thì hết hàng rồi nha. Các chị và các bạn nhanh tay giúp sắp, tại vì còn có 1, 2, 3 cái thôi. Nên là tranh thủ đặt hàng nhanh tay nha. Tại vì sắp không có nhiều nên đang sale mà mọi người, sale là 1, 2, 3 cái nên mới sale giá như thế này. Nên mọi người tranh thủ đặt hàng nha. Và comment địa chỉ luôn giúp sắp nha. Có phong nữ không? Mọi người ơi, sắp sale là còn cái gì sắp sẽ sale cái đó nha. Mọi người cứ xem coi còn ưng cái sản phẩm nào thì nhớ là lấy liền nha. Tại vì hàng rất là ít luôn, sắp đang sale này còn rất là ít. Rồi bây giờ mình sẽ đến với mã hàng tiếp theo nha. Áo sơ mi tiếp nha. Tụi em gút rồi bạn. Các chị và các bạn ơi, một áo sơ mi họa tiết đi kèm với đó một chân váy nha. Một áo sơ mi họa tiết đi kèm với đó một chân váy các chị và các bạn nha. Áo sơ mi chất liệu rất là xinh luôn. Và nguyên combo và cái áo em đang mặc thì đang sale với giá là 79.000 nha. Từ 150.000 còn 79.000 nha. Mũ phía sau 99.000 đồng giá nha các chị các bạn. Ok, kêu các chị rồi các chị và các bạn ơi. Ok, tiết mùa hè mình đã thấy tiết mùa hè rồi nha. Lấy em áo sơ mi chị bận nha. Kim Vy, khoan đi đặt mã mới đặt. Các chị và các bạn nha. Đặt áo này với giá, với mã hồng và số điện thoại kèm địa chỉ nha. Mã hồng kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp mình các chị và các bạn nha. Mã hồng kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Em sẽ chốt áo này trong 10 giây à. Hồng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. 250.000 còn 79.000 thôi các chị và các bạn nha. Từ 250.000 còn 79.000. Nhanh tay chốt. Yên Vy và Nguyễn Thị Thùy Trang cho địa chỉ nha. Yên Vy ơi cho mình địa chỉ nha. Yên Vy cho địa chỉ số điện thoại. Yên Vy cho địa chỉ số điện thoại. Nguyễn Thị Thùy Trang cho mình địa chỉ số điện thoại nha. Bây giờ mình qua mẫu. Bây giờ mình qua mẫu này. Comment hồng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn chốt mẫu này nha. Mở nút đầu ra. Ok các chị và các bạn nha. Có set nào cũng 60kg mặc vừa. Các chị và các bạn ơi, set này dưới 55kg mặc vừa nha. Hôm nay sắp không có bán combo mọi người nha. Hôm nay sắp sẽ bán lẻ từng sản phẩm luôn. Còn bao nhiêu sắp sale bấy nhiêu nha. Nên các bạn và các chị ưng mẫu nào là đặt liền mẫu đó nha. Kẹo hết hàng nha. Bây giờ mình tiếp tục mình sale cái áo hồng như thế này. Áo hồng như thế này sẽ cũng được sale còn 79.000 nha. Ai lấy mã này thì comment giúp shop là hồng kèm số điện thoại mọi người nha. Các chị và các bạn ơi, comment hồng số điện thoại kèm địa chỉ nếu lấy hồng mà. Ok Nguyễn Thị Thùy Trang cho mình số điện thoại và địa chỉ. Nãy chốt cho Thùy Trang rồi. Nhưng mà có cần địa chỉ không? Hồi nãy chị nói địa chỉ mà. Chưa, bạn nói chưa có địa chỉ là Nguyễn Thị Thùy Trang cho em địa chỉ nha. Nguyễn Thị Thùy Trang cho em địa chỉ. Anh Tuấn màu trắng. Anh Tuấn ơi, màu trắng áo trắng lúc nãy hả em? Áo trắng lúc nãy thì cho chị số điện thoại địa chỉ nha. Lúc nãy hết rồi. Hết rồi hả? Hết rồi em nha. Chị không chốt được nữa nha. Rồi còn một bạn nữa, hồi nãy là Yên Thi chốt thì nhanh tay cho chị số điện thoại và địa chỉ nha. Các bạn và các chị ơi, em lấy áo hồng mà. Áo chị là em lấy áo chị mặc trước. Chị biết rồi nha. Chị biết rồi, chị đã chốt cái áo lúc nãy cho em rồi nha. Rồi có Shopee không? Không có Shopee các chị và các bạn nha. Chốt hồng comment hồng kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Áo okay. Em đang mặc chị với giá 79.000. Rồi chốt cho Thùy Dung. Chốt cho Thùy Dung cho mình địa chỉ nha. Rồi chốt cho Phương Yên nha. Rồi sắp hết hàng nha. Sắp hết hàng nha mọi người nha. Tiếp tục qua mã nha.
dơ lên rồi. Các bạn ơi, để hạn chế cho nó nhanh đó thì sắp xỉ dơ lên cho mọi người luôn nha, khỏi khỏi mặc vào nha, tại vì áo chị mặc hai chị em thôi nên là mặc Nguyễn Trâm ơi đã hết rồi, bây giờ em qua mẫu khác nha. Các chị và các bạn phải nhìn thích tay thế nào thì mình comment, chứ còn sâu chậm thì em không còn nha các chị và các bạn ơi. Đang xem rồi, một cái áo phối giữa sọc sọc xanh và một bên trắng nha, một bên sọc xanh một bên trắng rất là xinh với các chữ cái rất đẹp như em đang cầm, có giá 79.000, từ 250.000 còn 79.000. Comment cho em nha, comment cho em từ 250.000 còn 79.000. Bạn Nguyễn Trâm chốt hồng nữa hả? Nguyễn Trâm còn hàng không chị? Hả? Còn một cái rồi, ok chốt cho. Ok, mình chốt một cái cuối cùng cho Nguyễn Trâm luôn nha. Các chị và các bạn ơi, nhanh tay thì còn chậm tay mình hết các chị và các bạn nha. Em không lấy áo hồng, em lấy áo chút. Ok, Yên Vy ơi, chị biết rồi nha, chị đã nốt đơn cho em rồi. Yên Vy cho chị địa chỉ giúp chị nha. Cho chị địa chỉ giúp chị nha. Rồi các chị và các bạn, áo em đang cầm đây với giá 79.000. Các chị và các bạn chốt thì lấy cho em là áo hai màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Áo hai màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Áo hai màu, mã là áo hai màu, số điện thoại và địa chỉ, mình sẽ chốt được chiếc áo em đang cầm dưới 55 kg, mình mặc bao vừa bao đẹp luôn các chị và các bạn nha. Form như em, áo em đang mặc luôn các chị và các bạn nha. Form như áo em đang mặc. Rồi các chị và các bạn chốt thì comment cho em áo hai màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi chốt cho Ngọc Duyên nha, ok Ngọc Duyên nha. Sắp chốt cho Ngọc Duyên rồi, Ngọc Duyên comment địa chỉ sắp nha, mọi người comment cú pháp là theo như bé Hân đọc là hai màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ thì sắp chốt cho mình liền nha. Bao nhiêu ạ? 79.000, từ 250.000 còn 79.000. Rồi chốt cho Diệu Linh Phan nữa nha. Diệu Linh Phan, mình chốt cho Diệu Linh Phan nữa nha. Áo hai màu này còn mấy cái vậy chị? Rồi còn cái này hả? Rồi các chị và các bạn ơi, em chốt một cái nữa nha. Long Lan Bùi ơi, cho em địa chỉ nữa nha, số điện thoại địa chỉ em mới chốt hàng. Rồi Trang Trang, em chốt cho Trang Trang nữa rồi. Áo hai màu em chốt cho chị Diệu Linh Phạm và Trang Trang. Rồi em chốt cho hai bạn đó nha. Chị nào mà có địa chỉ trước thì sắp mới chốt trước nha, còn không thì sắp sẽ em qua mẫu nha các chị và các bạn ơi. Em qua mẫu. Đây, chị Loan Bùi ơi, em vẫn còn một áo hai màu, màu đỏ nha. Màu đỏ kết hợp với màu trắng, chị Loan Bùi ok thì ok cho em nha. Rồi em thấy chị Hải Nguyễn đã comment nè. Các chị và các bạn ơi, sắp chị chốt cho chị, bạn nào mà comment đúng cú pháp với mã hàng đúng mã hàng, số điện thoại và địa chỉ nha. Có địa chỉ thì sắp sẽ ưu tiên chốt trước nha. Nên là sắp sẽ không, nếu mà mình ghi số điện thoại không á thì sắp cũng sẽ chưa ưu tiên chốt cho mình đâu, mình comment đầy đủ luôn để sắp chốt luôn nha. Rồi tại vì mỗi cái còn có một hai cái thôi nên là hôm nay là sale nên là các chị tranh thủ đặt cho hôm nay nha. Hết hàng rồi các chị và các bạn ơi. Đây qua màu hai màu đỏ, hai màu đỏ và trắng kết hợp với nhau 79.000 thôi. 79.000 thôi các chị các bạn nào chốt thì comment giúp em là sọc đỏ nha. Sọc đỏ kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Sọc đỏ chị và các bạn. Rồi chốt cho chị Loan Bùi nha. Chị Loan Bùi có địa chỉ chưa? Chị Loan Bùi cho em địa chỉ liền để em chốt cho chị hai màu sọc đỏ nha. Hai màu sọc đỏ chị Loan Bùi, em chốt chị Loan Bùi cho em địa chỉ à. Rồi chị Hải Nguyễn ơi, chị có muốn chốt cái màu sọc đỏ này không ạ? À? Nãy chị có comment áo hai màu nhưng áo hai màu xanh em đã hết rồi. Chị Hải Nguyễn ok để em chốt cho chị hai màu sọc đỏ nha. Rồi chị Vũ Hoàng Thánh Linh cũng vậy à. Chị có ok cái màu này thì chốt cho comment ok chị Hải Nguyễn. Chị Hải Nguyễn có địa chỉ và số điện thoại rồi chị. Chị Loan Bùi ơi, cho em địa chỉ nha. Có địa chỉ em mới chốt hàng cho mình dễ dàng được ạ. À. Dạ. Rồi chị Hồng Nhung mà, chị Hồng Nhung cho em địa chỉ rồi, chị nào cho em địa chỉ nhanh thì em chốt cho chị đó luôn các chị nha. Chị Loan Bùi ơi, cho em địa chỉ liền nha. Hôm nay em chốt cho các chị khác cho em địa chỉ nha. Vì các chị ơi, cho em địa chỉ em mới chốt hàng, mới gửi hàng đi cho được, chứ còn không bình thường làm sao mà em biết cơ mà em gửi hàng đi cho mình được à. Bộ đỏ ở sau bao nhiêu vậy ạ? Cả set à? 250.000 cả set nha. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị các bạn nào chốt hàng nhớ cho em địa chỉ, số điện thoại và mã hàng nha. Em cứ đứng đó để chị đưa mã cho em. Rồi mọi người ơi, bây giờ sắp sẽ tiếp tục nha. Bây giờ sắp sẽ đọc mã tiếp nha. Và ok các chị và các bạn, sắp sẽ ưu tiên chị nào, bạn nào đã có địa chỉ trước nha. Nói chung là chị nào dù mình có comment trước mà chưa có địa chỉ thì sắp cũng không có ưu tiên. Sắp sẽ ưu tiên cho chị nào có số điện thoại địa chỉ trước luôn nha. Hết rồi nha anh Tuấn nha. Mình phải nhanh tay giúp sắp nha. Tại vì sắp đang sale nên là hàng rất là hiếm luôn và còn rất là ít, nên là các chị và các bạn muốn đặt được thì nhanh tay đặt nha mọi người nha. Rồi tiếp tục sale quần này nha. Rồi các chị và các bạn ơi, quần này với mã số 1, quần baggy lưng thun rất đẹp.
quần baggy lưng thun cực kỳ xinh luôn các chị và các bạn nha. Quần này mã số 1 nha, có một chiếc túi, hai chiếc túi đằng sau rất xinh nè. Mặc lên dưới 60 kg mình vừa nha. Dưới 60 kg mình vừa rẹt dạ rồi. Ok chị Hồng Nhung nha. Rồi em chốt cho chị Hồng Nhung rồi đó chị Hồng Nhung ơi. Có đầy đủ địa chỉ thì em đã chốt cho chị Hồng Nhung rồi nha. Đây chị Hồng Nhung hồi nãy em có chốt rồi đó mà chị chưa cho địa chỉ. Rồi các chị và các bạn ơi, quần này số mã số 1 99.000, mã số 1 99.000. Comment mã số 1 99.000. À comment mã số 1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em chị 99.000 nha. Cho các chị các bạn nào sở hữu nha. Lưng thun rất thoải mái các chị và các bạn nha. Dưới 60 kg mình vừa mình thoải mái nè. Rất là xinh nè. Các chị và các bạn ơi, chất rất là đẹp. Chất rất là đẹp. Em cho mình coi chất nha các chị và các bạn ơi. Chất rất là đẹp nha. Shop ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Mã số 1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nếu các chị và các bạn chốt nha. Nhanh tay comment đi các chị và các bạn ơi. Rất là xinh nha. Rồi chốt cho Phương Thùy. Ok Phương Thùy nha. Rồi chốt cho Phương Thùy nha. Okay, em vẫn còn một cái duy nhất. Rồi ok. Shop sẽ qua mẫu luôn nha các chị và các bạn nha. Rồi một chiếc zoom như em đang cầm nha. Một chiếc zoom như em đang cầm. Chị với giá bao nhiêu chị? 99.000 nha. Nhúng ở ngực, ở tay. Nhúng ở ngực, ở tay. Và ở dưới là một cái quần các chị và các bạn nha. Ở dưới một cái quần 99.000 thôi các chị và các bạn ơi. Em nói rất là rõ giá nha. 99.000 nha. Các chị và các bạn nha. Chị và bạn nào chốt thì mình nhanh tay chốt liền nha các chị và các bạn ơi. Rất là tôn giá luôn các chị và các bạn nha. Một cái zoom như vậy rất tôn giá dành cho các chị nào dưới 55 kg à. Nhanh tay comment cho em mã số 2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Mã số 2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Bao nhiêu tiền à? 99.000 nha các chị và các bạn ơi. 99.000 à. Mặc thử quần đó freestyle các chị và các bạn ơi. Dưới 60 kg mình bao vừa mình khỏi cần mặc đi các chị và các bạn. Đúng rồi, hôm nay sale nên là còn bao nhiêu sale mọi người bấy nhiêu. Nên là chúng ta đặt hàng thì chốt nhanh nha mọi người nha. Không có màu khác mọi người nha. Rồi chốt chân cho Ngọc Huyền nha. Ok Ngọc Huyền nha, hết hàng luôn nha. Rồi hết hàng các chị và các bạn nha, em qua mẫu luôn nha. Mẫu này rất đẹp mà chị nào chị Ngọc Huyền mua là rất là đúng lắm luôn á. Mẫu rất là xinh luôn á. Tại vì em không có thời gian để em có thể mặc được các chị và các bạn nha. Mỗi cái chỉ còn có 1-2 cái à. Mà mặc lên thì rất tốn thời gian nha. Áo chị đang mặc bao nhiêu? Áo chị đang mặc có giá là 79.000 nha các chị và các bạn ơi. 79.000 nha. Như Quỳnh em có chốt thì comment cho chị Hồng kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Còn sót hàng nào chị sẽ để cho em nha. Nãy rất là nhiều chị và nhiều bạn đặt rồi. Còn sót cái nào chị sẽ để lại cho em nha. Áo hồng này rất là xinh. Rồi các chị và các bạn nha. Xách áo phim hoạt hình với chân váy hôm qua đi chị. Chị Trần Diệp ơi, Trần Diệp cái đó không có bán. Không có bán cho ngày hôm nay nha. Mỗi ngày mỗi chương trình em nha. Rồi các chị và các bạn ơi, đây một cái quần ống rộng nha. Quần ống rộng màu rêu rất xinh nha. Quần ống rộng màu rêu rất xinh. Với cái lưng co giãn cực kỳ tốt à. Và nguyên một cái quần này thì tầm 65 kg trở xuống mình mặc vừa nha. 65 kg mình trở xuống mình mặc vừa. Nguyên cái quần em đang cầm đây sẽ có giá là 99.000. 99.000 các chị và các bạn nha. Comment cho em là mã gì chị? Mã số 3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Mã 3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt quần ống rộng này nha. Đúng rồi. Rất xinh các chị và các bạn ơi. Rất xinh luôn á. Rất là dễ mặc, dễ kết hợp đồ nha. Rồi các chị và các bạn chốt comment cho em mã 3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Xem xét phía sau. Phía sau áo 150 và váy thì 99 em nha. Không ơn, em có thể giờ mannequin mặc em nha. Xét phía sau mannequin như mannequin đang mặc đó các chị và các bạn nha. Áo 90, áo 250.000, 150.000, 150.000 đang sale 150.000, chân váy đang sale 99.000 nha. Rồi, nguyên set của em đang mặc bao nhiêu ạ? Nguyên set em đang mặc có giá là 79x2 158.000 cho chị nào chốt nha. Comment combo kèm số điện thoại kèm địa chỉ nữa các chị chốt nha. Combo kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi vùng đất lạ chốt quần đúng không ạ? À? Vùng đất lạ. Ok cho em biết nha. Rồi các chị và các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn ơi, mannequin có tay ngắn không sót. Mannequin không có tay ngắn các chị và các bạn nha, có mẫu tay dài này thôi. Các chị và các bạn em sẽ qua tiếp tục mẫu nha. Rồi đang sale nên là hàng lên rất là nhanh các chị và các bạn, nhanh tay nha. Rồi một mẫu áo trắng với họa tiết in rất xinh, một mẫu áo trắng với họa tiết in rất xinh nha. Cho chị bạn nào nhanh tay các chị và các bạn nha. Đây có cái túi ở bên rất đẹp nha.
dành cho các chị các bạn dưới 55kg mình mặc cho xinh này các chị và các bạn. Dưới 55kg mình mặc cho xinh. Cái áo em đang cầm đây, cái phong thả còn phong đóng thùng là em đang mặc đây các chị và các bạn nha. Phong đóng thùng là em đang mặc, phong thả là như em đang cầm. Áo em đang cầm có giá 79.000 thôi, 250.000 còn 79.000. Chốt số 4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em nha. Chốt số 4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, chỉ 79.000 à. Chỉ 79.000 thôi các chị và các bạn nha. Chốt số 4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em nha. Rất xinh các chị và các bạn. Rồi cứ sau liên tục luôn để các chị chốt sau. Rồi bây giờ em chuẩn bị qua mẫu đây. Qua mẫu tiếp theo là mẫu gì đây các chị và các bạn. Một chiếc áo sơ mi nữa các chị và các bạn nha. Mã này là mã số 4 nha. Cho em cột một cái áo chị đang mang, Hương Nguyễn cho chị số điện thoại và địa chỉ nha. Comment cho mã đúng mã là hồng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Hồng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha Hương Nguyễn ơi. Rồi chị chuẩn bị áo 4, Vùng Đất Lạ, chốt áo 4 nữa. Vùng Đất Lạ ơi cho mình địa chỉ cho mình địa chỉ cụ thể nha. Vùng Đất Lạ ơi cho mình địa chỉ cụ thể nha. Chưa thấy địa chỉ cụ thể của Vùng Đất Lạ. Chị Nguyễn Trâm, chị Nguyễn Trâm, chị Nguyễn Trâm chốt số 4 đúng mà. Chốt cho chị Nguyễn Trâm thêm số 4 nữa. Rồi mẫu áo dài đi. Mẫu áo dài hả em? Dạ đúng rồi, form hồi nãy là form dài đó các chị và các bạn ơi. Đây form không hề ngắn đâu các chị và các bạn nha. Em thả form cho các chị và các bạn xem, ngắm cho kỹ nè. Rất là xinh các chị và các bạn ơi. Form dài mình mặc đi chơi cũng được, đi làm cũng được ạ. Rồi một cái form cho mình mặc đi dạo phố, đi chơi rất xinh. Đây một cái áo lệch vai các chị và các bạn nha. Ở trong là thun, ở ngoài lệch vai rất là đẹp. Rồi em chốt số 4 cho chị Đinh Đinh nè. Maria Tuyết em chốt số 4 nha. Rồi chốt số 4 chị Maria Tuyết ơi cho em địa chỉ nha. Chị Maria Tuyết có đầy đủ địa chỉ thì sắp mới chốt. Chị Maria Tuyết cho em địa chỉ nha. Chị Thương Nguyễn chốt áo hồng. Dạ ok chị Thương Nguyễn nha. Chị đọc tên những chị mà đã có địa chỉ nha. Cái chị Maria Tuyết chưa có địa chỉ em chưa chốt nha, phải comment đầy đủ chị nha. Maria Tuyết ơi chưa có địa chỉ em không chốt được nha các chị và các bạn ơi. Em bán hàng sale và rất là rẻ rồi nên là em gửi hàng cho mọi người nhanh, phải gửi hàng nhanh cho mọi người. Mọi người cho em địa chỉ cụ thể nha, cuối là em sẽ ẩn hết mọi người ơi. Em không có để địa chỉ của mình vậy đâu nên các chị đừng có lo nha. Rồi em Vùng Đất Lạ em thấy địa chỉ rồi, em cảm ơn chị Vùng Đất Lạ. Áo em đang cầm đây với mã số 5 cũng 79.000 các chị và các bạn nha. Đang mờ chờ xíu. Mọi người có mờ không? Đang mờ quá đúng không? Bị mờ thì mọi người nói cho shop nha. Hôm nay sale nên là sorry mọi người là shop không có mặc lên người được ấy. Nên các chị và các bạn thông cảm nha, shop không có mặc lên người được nên là shop sẽ sale rất là nhanh. Tại vì sale là rất là rẻ và mỗi mẫu chỉ còn 1 có 2 3 cái thôi. Nên là chị nào muốn đặt á thì comment liền với shop cái mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Nếu chị nào đã comment số điện thoại địa chỉ một lần rồi á thì mình không cần comment số điện thoại địa chỉ lại nữa, mình chỉ cần comment mã là được nha. Mình chỉ cần cho em một lần số điện thoại địa chỉ là được nha. Các chị ơi có bị mờ không? Rõ chưa? Mờ quá đúng không? Shop cũng đang thấy bị mờ. Dạ rồi. Rõ thì nói cho shop nha để shop tiếp tục sale nha. Hôm nay sale cực kỳ đẹp luôn, đồ toàn là đồ đẹp được sale trong hôm nay nha. Hôm nay không có bán chương trình combo đâu mọi người ơi. Mờ quá hả? Dạ mờ với đúng không ạ? Không hả chị? Đúng rồi, mờ chị đúng các bạn ơi, đỡ mờ hơn thì nói em nha. Ok chốt cho Invy nha. Em chốt cho Invy à. Invy mã số 5. Các chị các bạn ơi cứ cho địa chỉ một lần thôi nha. Cho em địa chỉ một lần là em lưu lại được rồi các chị và các bạn nha. Em có hệ thống để em lưu nè. Lát mờ quá chị ơi. Dạ rồi, em sẽ show từ từ cho các chị và các bạn để các chị các bạn thấy nha. Mẫu này không thử hả em? Dạ chị Nguyễn Hồng ơi, đầu la em có thử mẫu này rồi, là một mẫu tương tự. Mẫu này rất là xinh. Dạ rồi. Em cảm ơn chị Nguyễn Tâm, em cảm ơn chị Nguyễn Trâm ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, rõ rồi, mẫu này lên rất là xinh nha. Nhưng mà mẫu này thì mình đi chơi, đi dạo phố thì thích hợp hơn là đi làm các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn nếu mà thích mẫu này mình có thể chốt cho em mã số 5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Rồi chị Nguyễn Tâm, chị Nguyễn Trâm chốt mã số 5, em chốt cho chị Nguyễn Trâm ạ. Vùng Đất Lạ em chốt cho chị Vùng Đất Lạ. Chị Lê Thị Thanh Thảo ơi chưa có địa chỉ và số điện thoại bên em thì cho em số điện thoại và địa chỉ các chị ơi. Cho em số điện thoại và địa chỉ vì đây là hàng sale nên em chốt đơn cho mình cực kỳ nhanh để ngày mai em gửi liền các chị và các bạn nha. Lê Thị Thanh Thảo. Lê Thị Thanh Thảo, em chưa có số điện thoại của chị và địa chỉ của chị ạ. Võ Quỳnh Hương. Dạ rồi em chốt cho chị Võ Quỳnh Hương, chị cho em xin địa chỉ luôn ạ. Hết rồi hả? Sắp chốt lại mọi người ơi, sắp sẽ chốt cho chị nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Nên là các chị nào mà chị ghi số 5, giả sử nha, sắp nói lại cái cách để đặt hàng sale như thế này. Các chị nhớ comment số điện thoại địa chỉ trong cái sản phẩm đầu tiên các chị đặt.
sau đó những cái sản phẩm tiếp theo các chị chỉ cần đặt cái mã số thôi là shop sẽ ghi nhận nha. Mình phải có số điện thoại địa chỉ một lần là được nha. Còn các chị nào mà đã đặt mình chưa có số điện thoại địa chỉ thì nhớ phải comment đầy đủ số điện thoại địa chỉ thì shop mới chốt được, không thì shop sẽ ưu tiên các chị khác nha. Rồi mã số 5 shop chốt lại nè. Số 5 chốt cho Nguyễn Trâm nè, chốt cho vùng đất lạ đã có địa chỉ, chốt cho Nguyễn Trâm đã có địa chỉ nè. Chốt cho chị Lê Thị Thanh Thảo chưa có địa chỉ, nhanh tay comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Võ Quỳnh Hương mã 5 comment địa chỉ ngay giúp shop nha. Chúc cho Hân Thị Nguyễn ok. Rồi bây giờ shop hết mã số 5 nha. Bây giờ shop sẽ qua mã số 6 nha. Mọi người ơi nhớ là nhanh tay nha. Hàng sale là cực kỳ đẹp mà rất là ít nha. Mã số 6 đây các chị và các bạn ơi. Mã số 6 đây các chị các bạn ơi. Chị Tâm Hiền ơi, em tiếc quá, em hết hàng rồi nên em không chốt cho chị Tâm Hiền được rồi các chị và các bạn ơi. Chị Tâm Hiền mình lựa mẫu khác nha chị Tâm Hiền ơi. Mẫu em đang cầm vẫn rất xinh với mã số 6 á. Mã số 6 dưới 55 kỷ mình bao vừa nha. Mã em đang cầm vẫn rất tôn da các chị và các bạn nha. Yên tâm về điều đó nha. Cầm ba cho em mã số 6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Mã số 6 à. Rồi rất là nhiều chị comment mã số 5 nhưng em hết hàng rồi, em không đủ hàng để bán cho các chị đâu. Rồi là chị Loan Bùi em chốt cho chị số 6 luôn à. Em cảm ơn chị số 6 à, chị Loan Bùi nha. Rồi Như Huỳnh bao nhiêu vậy à? 79.000 thôi các chị và các bạn ơi. 250 còn 79.000 nha. Chị Vũ Quỳnh Hương mã số 6. Dạ rồi, Võ Quỳnh Hương mã số 6. Em cảm ơn chị Võ Quỳnh Hương, chị Tam Hiền. Dạ rồi, em cảm ơn chị Tam Hiền nha. Nãy em có số điện thoại của chị rồi. Chị Út Hương mã số 5 em hết rồi. Mã số 5 chốt cho Yên Vi rồi nha. Ủa mã số 5 có chốt cho Yên Vi chưa? Rồi có chốt cho Yên Vi rồi nha. Yên Vi lo, đừng an tâm nha. Có chị nào bạn nào cho em địa chỉ số điện thoại rồi mà chốt nhanh nữa là ok, yên tâm là em có hàng cho mọi người nha. Rồi mã 5 Út Hương em hết rồi. Chờ chị Út Hương ơi. Chị Út Hương hồi nãy mình có chốt mã số 5 cho chị Út Hương chưa? Út Hương chưa. Hết rồi. Đúng không? Út Hương ơi, em hết mã số 5 rồi nha. Mã số 6 này mình còn nha. Một cái cuối cùng cho chị nào mã số 6 Nguyễn Trâm. Chị Nguyễn Trâm chốt mã số 6 nè. Okay, Lê Thị Thanh Thảo. Chị Lê Thị Thanh Thảo một chốt mã số 6. Chị Lê Thanh Thảo chưa có địa chỉ, sắp chị chốt được. Chị Lê Thị Thanh Thảo ơi, cho em địa chỉ của chị với à. Nãy giờ em chốt hàng cho chị, em có chốt hàng cho chị rồi mà chị vẫn chưa có địa chỉ bên em à. Áo sọc sơ mi hai màu hồi nãy nữa nha em. Sọc sơ mi hai màu hồi nãy hả? Dạ, sọc sơ mi em chốt rồi nè. Dạ em chốt cho chị Loan Bùi rồi. Quần ống rộng còn không shop cho em chốt mẫu số 6 không mà. Võ Quỳnh Hương có chốt mã số 6. Được rồi, dạ chị ơi em đã chốt mã số 6 cho chị rồi nha. Các chị và các bạn ơi, lưu ý shop nữa, hàng sale đặt là mình không đổi và không hủy giúp shop nhé. Rồi các chị và các bạn ơi, không đổi không hủy giúp shop các chị và các bạn nha. Vì các chị và các bạn biết không, tại vì bên em ship theo đường bưu điện, mình ship theo COD nữa, là ship theo COD nữa nên là rất là khi mà các chị và các bạn đổi á là em tốn phí rất là nhiều các chị và các bạn nha. Nên là các chị và các bạn không đổi không trả giúp em nha. Rồi em cảm ơn các chị và các bạn nhiều, em sẽ qua mã mới cho mình. Mã này còn nhiều. Chạy. Rồi các chị và các bạn ơi, em tiếp tục qua mã nha. Đâu? Chân vẫy. Ủa màu này cho con cái màu nào nhiều? Hả? Chân vẫy dài như em đang cầm đây các chị và các bạn. Nguyễn Trâm em có số 6 rồi, đúng rồi Nguyễn Trâm nha. Còn thì chốt mã 05 cho em nha. Mã 05 caro. Chị ơi mã 05 còn không, chốt cho chị Út Hương. Hết rồi em. Chị Út Hương ơi, em hết rồi. Chờ mình chốt giúp em mã khác nha chị Út Hương ơi. Em cũng muốn bán cho chị lắm nhưng mà hết rồi, em không biết kiếm hàng đâu ra bán cho chị hết. Bán hai cái, anh Thái Trần ơi. Anh Thái Trần đã hết những cái mã em qua rồi là hết rồi nha anh Thái Trần. Em đến với mã mới nha. Mã mới một cái chân vẫy như em đang cầm đây các chị và các bạn nha. Mã mới như em đang cầm đây, chân vẫy đan dây. Chân vẫy đan dây màu đậu rất là đẹp các chị và các bạn nha. Màu này màu gì chị? Nâu đất, màu đất hả chị? Màu đất các chị và các bạn nha, màu đất nha, màu rêu đất rất là đẹp nha. Màu rêu đất rất là xinh nè. Sơ mi chị mặc bao nhiêu kỹ là vừa? À sơ mi chị mặc 79.000 thôi. Và các chị và các bạn chốt thì comment hồng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Sơ mi chị mặc cũng chỉ còn có 1-2 cái à các chị và các bạn ơi. Sơ mi em mặc còn 1-2 cái thôi. Các chị và các bạn chốt mã hồng kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Hồng kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay chốt giúp em mẫu này với mã là số 7 nha. Số 7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Số 7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn nha. Rất xinh luôn các chị và các bạn ơi. Cái combo cái chân vải này rất xinh. Và dưới 65 kỷ mình mặc vừa nha các chị các bạn. Dưới 65 kỷ mình mặc vừa nha. Rồi các chị các bạn nào chốt thì comment cho em số 6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Ủa 6 gì nữa? À số 7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Số 7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn nha. Chân
vải này rất xinh luôn. Cái chân vải này mình không có thử được rồi chị. Chân vải mình mặc lên như form mannequin nha các chị và các bạn. Đây em sẽ thử cho các chị và các bạn xem luôn nha. Đây các chị và các bạn ơi, số 7 như em đang mặc nha các chị và các bạn ơi. Số 7 như em đang mặc nha. Các chị và các bạn nào chốt thì nhanh tay chốt số 7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Như em đang mặc đây các chị và các bạn. Rất là đẹp luôn. Chân vẩy bao nhiêu ạ? À? Chân vẩy cỡ giá bao nhiêu chị? 99.000 các chị và các bạn nha. 99.000, 250.000 còn 99.000, chất rất là đẹp các chị và các bạn nha. Đây cái chất vải rất là đẹp luôn nha. 99.000 thôi, cầm lên cho em mã là số 7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Số 7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn nha. Rồi qua đi. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu luôn. Rồi, đây với mã sơ mi tiếp theo nha. Mã sơ mi tiếp theo em sẽ mặc không phải. Đây mã sơ mi em đang cầm đây các chị và các bạn ơi, rất là sang, rất là xinh luôn. Áo sơ mi em đang cầm với giá bao nhiêu chị? 79.000 các chị và các bạn nha. 79.000 nha. Chân vải mình đã qua rồi các chị và các bạn ơi. Áo sơ mi em đang cầm 79.000 nha. Phối lưới và phối sơ mi rất xinh. 79.000 chốt cho em với mã là số 8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dưới 60kg mình vừa các chị và các bạn nha. Mã sơ mi này dưới 60kg mình vừa nha. Số 8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Số 8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. Rất là xinh đứng luôn ạ. Yên cho mọi người thấy rồi. Đi qua đi lại nha. Đứng yên cho tay các con. Rồi đây là mã sơ mi số 8 mọi người nha. Ai muốn sở hữu sơ mi số 8 thì comment giúp shop là số 8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và lưu giúp shop là hàng sale có 1, 2, 3 cái thôi, nên là chị nào nhanh tay thì shop sẽ chốt nha. Và chị nào mà đã có địa chỉ thì chỉ cần comment mã. Còn chị nào bạn nào chưa có địa chỉ thì comment cho shop mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha. Không shop còn cái gì thì shop sẽ sale cái đó Nhung Nguyễn nha. Nên hôm nay shop không có hứa trước là sẽ có cái này hay cái kia nha. Nên là mọi người chờ thích cái nào thì nhớ tranh thủ đặt nha. Và sắp sẽ tiếp tục qua thật là nhiều mã cho mọi người chọn nha. Tiếp tục sẽ là mã số 9 nha. Rồi mã số 9 các chị và các bạn nha. Số 9 rất là xinh. Với một chiếc áo sơ mi hai lớp rất đẹp các chị và các bạn ơi. Sơ mi hai lớp rất đẹp. Và có hai cái túi nha các chị và các bạn nha. Có hai chiếc túi cực kỳ xinh nha. Tay dài 99.000 các chị và các bạn nha. 99.000 nha. Một chiếc áo sơ mi như vậy công sở lắm các chị và các bạn ơi. 65kg trở xuống em ba vừa nha. 65kg trở xuống mình ba vừa. Cầm ba cho em là số 9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt mã này ạ. Số 9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt mã này nha các chị và các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn nhanh tay cầm ba cho em. Ok, em chốt cho chị Phương Thùy nha. Phương Thùy cho em địa chỉ nha. Rồi mình tiếp tục qua mã nha. Hàng sẽ lên siêu nhanh cho các chị chọn luôn nha. Tiếp tục là một mã trẻ vai nha. Trẻ vai này em thử rồi. Em đang mặc áo ấy hả? Dạ rồi chị Loan Bùi chốt số 9 ạ. Em chốt cho chị Loan Bùi nha. Rồi bây giờ em sẽ thử cho các chị mã trẻ vai nha. Mã trẻ vai này rất là xinh nha. Qua mã số 9 này cực kỳ xinh luôn các chị và các bạn. Cùng nhau săn set cái combo số 9 cái áo số 9 này nha các chị và các bạn ơi. Đây một chiếc áo chấm bi cực kỳ đẹp như em đang mang đây các chị và các bạn ơi. Chiếc áo chấm bi rất là xinh nha. Một cái áo chấm bi vàng chấm bi trắng rất là tôn da luôn các chị ơi. Vàng chấm bi trắng chị có giá bao nhiêu chị? 79.000 thôi các chị và các bạn nha. 79.000 cho chiếc áo em đang mặc. Các chị và các bạn sơ mi kẻ trước còn không ạ? À? Kẻ trước em hết rồi các chị và qua các bạn ơi. Qua mẫu là em hết rồi các chị và các bạn nha. Rồi chiếc áo sơ mi vàng trên vai vàng rất xinh như vậy, có giá 79.000. Mã số 10 giúp em, mã số 10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Mã số 10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Nếu mà có địa chỉ rồi thì không cần cho đâu mọi người nha. Nếu mình chưa có địa chỉ á, nãy giờ chưa cho địa chỉ thì cho shop địa chỉ luôn nha. Rồi các chị và các bạn chốt số 10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chốt cái áo mã áo này nha. Mã áo này mặc lên bao xinh bao đẹp cho các chị luôn nha. Đây các chị và các bạn ơi, mặc lên trắng da cực kỳ luôn, rất tôn da luôn các chị và các bạn nha. Comment mã số 10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Rồi em chuẩn bị qua mã khác rồi các chị và các bạn nha.
Em chuẩn bị qua mã khác rồi các chị và các bạn nha. Em chuẩn bị qua mã khác cho mình rồi nè. Rồi các chị và các bạn nhanh tay nha. Mã số 10 là số áo em đang mặc nha. Bây giờ em sẽ qua tiếp tục đây các chị và các bạn ơi. Tiếp tục với mã áo khác đây. Và các chị các bạn ơi, nhớ là mua hàng cho em địa chỉ nha. Cho giúp em địa chỉ em mới chốt hàng cho mình được các chị và các bạn nha. Nãy giờ mã này chưa lấy đúng không? À, dạ rồi. Cái này còn con cái. Sơ mi kẻ trước em đã hết rồi các chị và các bạn nha. Rồi cái gì nè chị? Áo cho tay đi. Chị cười. Áo vô hấu. Rồi các chị và các bạn ơi, một chiếc áo dưa hấu các chị và các bạn nha. Chiếc áo dưa hấu, đây các chị nào mà đang hỏng áo trái cây đây, em sẽ lên áo trái cây cho các chị và các bạn luôn nha. Áo trái cây cho các chị và các bạn luôn nha. Rất là xinh nè. Mặc lên rất xinh luôn các chị và các bạn ơi. Mạng gì vậy? Không lấy được. Rồi các chị và các bạn ơi, một chiếc áo trái cây cực kỳ xinh như em đang mang nha. Chỉ với giá là 79.000 các chị và các bạn nha. 79.000 chất liệu cực kỳ xinh nha. Đây áo trái cây như em đang mang cho các chị các bạn nào săn nha. Nhanh tay comment cho em là mã số 11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để săn áo trái cây các chị và các bạn nha. Săn áo trái cây với mã số 11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Với giá 79.000. Rồi à, chị à, mã số 7 chị Candy, Candy hả? Okay, ok chị nha, em vẫn còn mã số 7, em chốt cho chị nha. Rồi các chị và các bạn ơi, mã số 11 cho các chị các bạn nào chốt áo dưa hấu và dứa nha. Áo này rất là ngọt ngào nha các chị và các bạn. Mặc lên rất là xinh nha, áo dưa hấu và dứa đây. 11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Các chị và các bạn nhanh tay chốt nha. Nếu thích mã này, rồi em vẫn còn cam các chị và các bạn nha. Chị đưa cho em áo cam. Em vẫn còn cam nha. Áo cam mã số 12 nha. Chân vẫy em nha chị Candy hả? Chị Candy chân vẫy. Ok chị Candy em biết rồi nha chị Candy ơi. À chị bạn nào chị nào chốt mã áo cam một set là 79 không à. Em bán một sản phẩm các chị và các bạn ơi, hôm nay em không bán set nữa nha. Rồi một chiếc áo. Các chị thích áo. Ok chị Diệu Linh Phạm nha, Diệu Linh Phạm cho em địa chỉ số điện thoại chưa ta? Chưa. Chị Diệu Linh Phạm ơi cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Áo gì vậy? Áo 11 chị, áo dưa hấu. Rồi các chị và các bạn ơi, em còn một áo cam mã 12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em nha. Áo cam này mã 12 nha, áo cam thì tương tự mã dưa hấu đó các chị và các bạn ơi. Nhưng đây là mã cam nha, cam này là nền hồng rất xinh các chị. Còn cái này nền xanh nha, nền xanh rất sáng da, nền hồng cũng vậy các chị và các bạn ơi. Nhanh tay comment áo cam tức à, hay là mã 12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em nha. 12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ rất xinh các chị và các bạn nha. Đây rất xinh luôn. Bao nhiêu một bộ? Dạ một áo 79.000, một áo sơ mi 79.000 à. Em cho trước rồi chị ạ, à. Em cùng áo kẻ à. Ok chị Linh Phạm nha. Ok, cảm ơn chị Linh Phạm nha. Rồi các chị và các bạn ơi, comment áo 12, 12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu là áo cam nha. Rồi em vẫn còn một áo dừa nữa các chị và các bạn ơi. Áo dừa, chị nào bạn nào mà hả thích mặc dừa thì mình nhanh tay comment 13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. 79.000 thôi các chị và các bạn ơi. 79.000 nha, 13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. 12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu là áo cam. 13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu là áo dừa. Rồi bây giờ em qua mẫu đây các chị và các bạn nha. Bây giờ mình sẽ qua đầm nha, mình sẽ sale đầm tiếp tục nha. Nói chung hôm nay là đụng cái gì sale đó thôi. Tại vì hôm nay là hàng còn lẻ sai, còn lẻ có 1, 2, 3 cái nên sắp sale luôn nha mọi người nha. Rồi các chị và các bạn thử ơi đi, thử vô đi, đứng thử đi. Mấy cái đầm thì thử cho mọi người xem nha. Bây giờ mình sẽ qua đầm. Hả? Ok, bây giờ mẫu đầu tiên là mẫu đầm của mình đang mang nha. Đó, mẫu đầm của mình đang mang nè. Chỉnh lại rồi. Rồi gì áo. Rồi mẫu đầm của mình đang mang nè. Được sale với giá là 99.000 nha. Chức đầm cam mà mình đang mang là 99.000 nha, sẽ sale 99.000. Ai muốn sở hữu đầm cam này thì comment giúp shop là mã 12 mọi người nha. Nè, cái đầm cam này nè. Đầm cam này mặc rất là dễ thương nha. Phù hợp với bạn nào chị nào dưới 55 kg nha. Đấy, cái đầm cam là cái đầm đầu tiên mà shop sẽ sale trong ngày hôm nay. 99.000 comment giúp shop là cam kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Nếu mà bạn nào chị nào đã có địa chỉ số điện thoại thì chỉ cần comment là mã cam là được nha. Rồi đầm cam là 99.000 nha, nhanh tay comment giúp shop nha. Và cũng sorry mọi người, hôm nay mạng nó có vấn đề, nó cực kỳ là khó chịu luôn, nó cứ giật á, nên là mọi người thông cảm một tí nha. Mình tạm mình xem đỡ nha, tại vì hôm nay sale mà nó cái mạng nó không ủng hộ lắm, cái wifi nó không ủng hộ lắm các chị và các bạn ơi.
bao nhiêu ký mặc vừa áo cam à? Dạ dưới 55 kg chị Phạm Ngọc Anh nha. Chị Phạm Ngọc Anh ơi, dưới 55 kg là mình mặc vừa áo, mình mặc rất đẹp luôn á. Vì cái dáng áo này free size á chị ơi. Rồi các chị và các bạn ơi, tiếp thêm đến với một cái nữa là một cái đầm bi nha. Đầm bi nhúng ở ngực rất xinh, tôn vòng 1, tôn vòng 2 cực kỳ các chị và các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn chốt đầm bi cho em bằng cách comment cho em mã là mã 12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Mã 12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, hoặc chốt cho em mã đầm bi kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha, cũng được các chị và các bạn nha. Đầm bi kèm số điện thoại kèm địa chỉ rất xinh. Không có màu khác các chị ơi, cái này còn một cái rồi các chị ơi, nên là em sale nốt luôn. Các chị và các bạn chốt thì em chốt cho em luôn nha. Màu đen rất là trắng da các chị và các bạn nha. Màu đen không hề kén da đâu. Các chị và các bạn chốt thì comment cho em đầm bi kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rồi, đầm này cũng với giá bao nhiêu chị? 99. Chỉ 9.000 luôn các chị và các bạn nha. Không tìm đâu ra một cái đầm chỉ 9.000 mà xinh như em đang mặc đâu các chị và các bạn ơi. Em chuẩn bị qua mẫu khác đây các chị và các bạn nha. Rồi em qua mẫu khác luôn đây. Rồi. Mã này là mã đầm đen bi kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Em qua mã luôn đây các chị và các bạn nha.